Mừng lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bán hàng không lợi nhuận tới tay tất cả khách hàng em. Chương trình sẽ áp dụng từ ngày 28, 29, 30 và mùng 1 tháng 5, chỉ có 4 ngày duy nhất các bác nhá. Mua 1 tặng 2, quà tặng lên đến là 370 ngàn này. Quà tặng lên đến là 400 ngàn, một quà tặng lên đến là 620 ngàn và chỉ áp dụng trong 4 ngày duy nhất nha. Đây, quạt pin, quạt gió, quạt điều hòa. Mua quạt ok tặng đèn, mua quạt lại tặng quạt. Rồi, và mua quạt tặng cả quạt to luôn. Đó, mua 1 được 2 mà giá vẫn vậy, chương trình sale siêu ưu đãi luôn. Các bác có nhu cầu tham khảo mã quạt pin, mất điện thì phải nói là rất là cần thiết luôn. Vừa chạy đời thông thường, vừa xài pin các bác. Thì đây nha các bác ơi, các bác có thể thấy luôn giúp em này. Đây là một cái mã quạt pin của Vucan không còn xa lạ luôn. 3501PC nhá. Quạt pin 14 linh và chân pin phổ thông cho 21. Khi các bác mua thân quạt, rồi, thân quạt thì sẽ có tặng kèm luôn, đi kèm luôn, sẽ có đi kèm luôn là một cái sạc kim. Một sạc kim thì này, một cái này để các bác kết nối vô điện lưới thông thường. Rồi, một củ nguồn để các bác nhà em kết nối vô điện lưới thông thường rất là ok luôn. Wow. Ở nhà mà cứ có những khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Magda thế này, khoảng cách 200 pin là 4 phân thì có thể xài được luôn cho em một cái mã quạt pin này. Mất điện này, hay các anh em đi chơi đi du lịch picnic thì có thể là sử dụng rất là ok. Mà con này có thể xoay được. Thứ nhất này, là có thể là xoay cho em, xoay luôn đảo chiều 180 độ. Thứ hai này, ba cấp chỉ tốc này, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Và thứ ba là có hẹn giờ 1 tiếng, 2 tiếng hay là 4 tiếng luôn. Mua thân máy con này, đây. Mua thân máy con này ngày hôm nay chương trình cực tốt luôn nhá. Một thân máy này sẽ có một củ nguồn. Một củ nguồn để kết nối vô điện lưới thông thường và được tặng kèm luôn là một cái thân đèn. Một thân đèn Vucan. Thân đèn Vucan thì có 15W. Có hai cổng sạc USB để sạc điện thoại và nó là chân pin phổ thông chân M21. Các bác nào nhà em ở nhà đóng pin hay là có sẵn những khối pin chân phổ thông thì còn có thể tham khảo một thân quạt 3501PC của Vucan. Quạt pin, quạt gió hay còn gọi là quạt tích điện cực kỳ ok luôn, mang đi chơi picnic cũng rất là ngon luôn. Ngoài ra ngày hôm nay chương trình 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhá. Cụ thể là áp dụng từ ngày hôm nay, áp dụng từ ngày 28 này, 29, 30 và mùng 1 là trong 4 ngày duy nhất thôi nhá. Em chỉ áp dụng bán không lợi nhuận trong 4 ngày duy nhất. Là khi các bác mua một thân quạt to thế này, ok tặng kèm này. Tặng kèm một thân quạt nhỏ. Đói, mà giá chỉ có là 1.200.000 em bao phí ship nhá. Quà tặng thì đây vẫn tặng luôn. Tặng kèm thứ nhất là một cái này, một cái đèn 15W trị giá 170.000. Tặng kèm một cái quạt 8 inch trị giá 200.000. Quà tặng lên đến 370.000 và giá vẫn không đổi, vẫn là 1.200.000 em bao phí ship. Hoan hỉ giúp em là chỉ có trong 4 ngày duy nhất thôi nha. Chương trình flash sale trong 4 ngày duy nhất thôi. Đây em sẽ test thử luôn cho bác cái quạt này luôn nhá. Đây là một cái quả pin chân phổ thông chân M21. Đây là quả pin 15 cell 4.5A của Vucan. Con này có thể xài cả máy mài và cắt nhá. Đây em gắn vô này. Ok này. Bấm nút nguồn lên cho em. Tốc độ thứ 1 này. Với tốc độ số 1 này thì em đã test thử quả pin này rồi. Tốc độ số 1 các bác. Tốc độ số 1 và tốc độ số 2 các bác có thể chạy liên tục cho em từ 7 đến 9 tiếng này. Còn để tốc độ số 3 này là tốc độ cao nhất thì chạy liên tục cho em là 3 tiếng luôn. Cái quạt to này nó cực kỳ là mát luôn. Mất điện cả ngày bác không lo đâu. Đây, ngoài ra này, xoay cho em, xoay 180 độ luôn. Cái lồng của nó này, thiết kế thì sẽ là lồng bằng nhựa như thế này. Rất là an toàn cho trẻ nhỏ, dù có bỏ này, không có sợ bị có vô trong, nó vô tay trong. Ơi, có hẹn giờ 1 tiếng này, 2 tiếng hay 4 tiếng, nhiều khi để ở cuối giường mình hẹn giờ nó tắt là rất là ok luôn. Đó. Có pin rồi thì có thể lấy cho em một cái thân quạt 1.200.000 tặng một thân đèn, rồi là tặng cả một cái quạt pin 8 inch chân phổ thông cho em này luôn. Thôi, full đồ luôn trong 4 ngày thôi các bạn. Ngoài ra nhá, chưa có gì cả, lấy một bộ cho em. Một bộ con này, thứ nhất là một quạt này, thứ hai là một pin. Pin này là pin 15 cell 4.5A của Vucan luôn nhá. Bên này em đang bán là 500.000 và bao ship. Và thứ ba con bò này. Thứ ba là một sạc, sạc để các bác nhà em có thể là sạc pin. Và thứ tư, khi mua một bộ em sẽ tặng thứ nhất này, một cái thân đèn. Một thân đèn 15W có cổng sạc USB để sạc điện thoại. Và tặng luôn cho khách hàng nhà em là một cái quạt phun xung.
một quạt phun sương mini thế này. Quạt phun sương có tích điện nhá. Phun sương này là có tích điện. Quạt phun sương có tích điện thì phía ở đuôi nó sẽ nhỏ gọn hơn ở phía trên này. Rồi, có thể thứ nhất là 3 cấp tốc độ gió này, thứ hai là phun sương. 3 tốc độ phun sương một vòi này, phun sương 3 vòi và phun sương 5 vòi cho em. Thứ tư này có đèn led này. Và thứ năm là có cả hẹn giờ luôn nhá. Quạt phun sương này em đang bán là 230.000. Ơi, mua combo cả bộ quà tặng lên đến là 400.000 luôn nhá. Thân đèn 170. Quạt cái quạt phun sương mini 230 tính ra là 400.000 cho em. Mà giá hiện tại con này chỉ có là 1.700.000. Đó, gồm những đồ này cho em nhá. Một quạt, một pin 15 cell, một sạc, một đèn và một quạt phun sương cộng với cả dây nguồn để kết nối vô điện lưới thông thường cho em giá chỉ có 1.700.000. Là em bao phí vận chuyển. Muốn dùng số 1, số 2 hay là số 3 các bác có thể tùy dùng. Sử dụng được liên tục từ 3 tiếng cho đến là 9 tiếng luôn. Quá là ok luôn, mà hàng công ty bảo hành cho mình là 6 tháng. Chương trình ngày hôm nay là chương trình flash sale chỉ có trong vòng là 4 ngày lễ thôi các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Chương trình ngày lễ phải nói giá cực kỳ là tốt nha. Giá vẫn nguyên mà full đồ quà tặng luôn. Đây, các bác có nhu cầu này, mua một, thứ nhất là mua một thân quà sẽ tặng một thân này. Tặng tiếp cho các bác nhà em là một quạt pin 8 inch chân phổ thông luôn nhá. Quà tặng là 370.000. Rồi, mua một bộ đi. Mua một bộ đi. Sẽ đang mua một bộ một quạt, một quả pin 15 cell. Ok, một sạc bàn. Rồi tiếp tặng sẽ là một cái thân đèn 15W có hai cổng sạc USB này. Và còn tặng kèm luôn là một quạt phun sương mini có tích điện nhá. Quạt phun sương mini có tích điện em đang bán là 230.000. Tính ra quạt tặng này lên đến là 400.000 luôn cho em nhá. Ngoài ra này, mua hai pin luôn thôi. Mua một combo này, một quạt, hai quả pin 15 cell, một quạt, tính ra là bao nhiêu? 2.200.000. Nhất là em tặng thứ nhất là có một con, có một sạc đi kèm theo này, một cái củ nguồn kết nối vô điện lưới kèm theo, được tặng một cái thân đèn 15W có hai cổng sạc USB, lại còn được tặng luôn cho em là một cái thân quạt pin 10 inch, thân quạt chân quỳ 10 inch luôn. Con này có núm xoay chỉnh tốc độ luôn, hoàn hỉ luôn, bán không lợi nhuận đúng có 4 ngày duy nhất luôn. Nên là các bác có nhu cầu mua thân quạt pin 3501PC của Hoka này, muốn có nhu cầu mua một bộ một pin hay muốn có nhu cầu mua một bộ hai pin, có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em, đó là 0929 826 628 hoặc là 0369 826 628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân, Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng, mua hàng. Ngoài ra thì các bác mà muốn mua thêm quạt nhỏ này thì em cũng có bán thêm nhé. Ví dụ thân quạt này, thân quạt chân quỳ màu vàng 450.000. Rồi tiếp này, thân quà 8 inch màu đen này, bán từ trước tới nay quá nhiều, 200.000 cho em. Hay là quạt phun sương mini này, ơi có, em đang bán này là 230.000, loại này có tích điện nha. Sẽ có một cái dây cáp thế này và có một cái quả pin để tích điện bên trong cho em nhé. Bán 230.000. Thì bác có nhu cầu mua quạt to, quạt nhỏ hay là có nhu cầu mua chương trình full ưu đãi thế này thì có thể alo trực tiếp cho bên em nhá. Chỉ có áp dụng trong 4 ngày lễ duy nhất là 28 này, 29 này, 30 và mùng 1. Nhanh tay liên hệ qua các đầu số nhà em nhé. Xin chào tất cả các bác ạ.